Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Đây là khu vực mà mình dùng để đặt các cái chậu dâm. Thì ở khu vực này là không có mái che gì cả, là nắng chang chang. Thì mình dâm những cây lá giang, hoa mười giờ và nhiều cây khác. Thì trong cái khu vực dâm này nó có 3 cây chanh trúc. Chanh trúc tức là chanh não người, chanh số 8, chanh thái. Đó, nó có nhiều tên. Nói chanh số 8 là tại vì cái lá của nó có hình số 8. Đây là 3 cây mà mình dâm vào ngày 19 tháng 4. Mình nhớ ngày đó là tại vì mình coi cái lịch sử mà chat trên Messenger đó. Thì có một cô cổ mời đến nhà nhậu. Thì mình mới tặng một cây chanh trúc to. Thì khi đó mình cắt ra một nhánh và mình chia 3 đoạn mình cắm vô đây. Đó, như vậy mới nhớ ngày 19 tháng 4. Và đến nay là coi như hơn 5 tháng. Thì nó được 3 cái cây to như thế này. Thì quý vị có thể thấy là 3 cây này rất là xanh tốt. Mướt là tại vì mình thường xuyên bỏ phân gà Nhật cho nó. Phân gà Nhật quý vị. Bây giờ mình sẽ trồng nó ra. Thì quý vị để ý là ở cái nhánh cắm là màu của nó rất xanh, tức là nó chưa hóa gỗ nha quý vị. Mình cắm bằng cái đoạn chưa hóa gỗ. Thì rễ rất là nhiều. Thì mình trồng bằng cái đất gì mình có cũng được. Đây là mình trồng bằng đất cũ, đất gì cũng được. Quý vị mua đất sạch pha với một ít đất thịt nha, thì trồng cây lâu năm nó mới tốt. Một điều nữa đó là phải bỏ phân cho nó. Như mình vẫn thường nói đó là đất chỉ như là cơm không, phân mới như đồ ăn. Không ai ăn cơm không hoài mà khỏe người được. Phải có đất và phân thì cây nó mới khỏe. Giống như con người vừa ăn cơm không vừa gấp đồ ăn vô thì mới nhị vào chất dinh dưỡng, mới khỏe. Thì cái chanh trúc này á là có mùi thơm rất đặc biệt. Nó thơm hơn hẳn các cái chanh bình thường. Mình không hy vọng là nó sẽ ra trái khi mà mình trồng vô cái chậu là 35 x 35cm như thế này. Một lần nữa mình nhắc lại là quý vị để ý là cái nhánh cắm màu xanh nha, chưa bị hóa gỗ. Đây là phân gà Nhật, nhãn hiệu là gà bố mẹ, phân lưu ích, thì nó hữu cơ hoàn toàn. Thì mình dùng một nắm mình rải trên cái chỗ mà mình sẽ đặt cái bầu cây vô. Sau đó thì mình cố định cái bầu ở trên cái mặt chậu. Thì mình trồng sao cho nó cân ha, nó chính giữa chậu. Rồi mình bỏ đất xung quanh. Sau đó thì mình nên đè đất xuống cho nó cố định cái cây, đừng để nó chao đảo mỗi khi có gió lớn. Và sau đó mình là tiếp tục rải lên trên gốc một mớ phân gà Nhật ít để cho nó thấm từ trên xuống dưới. Đây quý vị thấy bộ rễ khủng không? Rất là dài luôn và rất dày ha. Đây là 3 cây đã trồng xong và quý vị khi trồng á, là chỉ có trồng cái gốc nó xuống thôi nha. Một số người cứ trồng mà chôn sâu cả cái thân xuống thì cái thân nó sẽ dễ bị thối lắm. Cho nên chỉ chôn cái gốc thôi. Lẽ ra mình sẽ cắt cái cành này để mình dâm và nếu cắt thì mình sẽ cắt vị trí này. Và mình chỉ dâm được một cây thôi. Nhưng mà do cây này còn nhỏ cho nên mình chưa cắt, mà để nó lớn một khúc rồi mình cắt. Và mình sẽ xuống dưới kia mình cắt nhánh tắc mình dâm. Đây là cây tắc, tức là cây hạnh, cây quất. Đấy, thì mình sẽ dùng cái cây này để mình
cắt nhánh mình dâm. Thì trên cây đang có trái to, trái nhỏ và trái mới tượng hình, li ti li ti. Ở đây quý vị có thể thấy là mọi cái cây khi mình cắt cành thì nó lại đâm chồi non lên và ra nhánh mới. Thì một vết cắt nó sẽ lên nhiều chồi, do đó quý vị đừng có ngại cắt cành nha quý vị. Đừng có lo là cắt cành uổng hay gì hết, bởi vì nó sẽ lên nhiều nhánh mới hơn. Thì trên một nhánh chanh, nhánh tắc thì có những cái đoạn từ trong phần gốc á thì nó hóa gỗ, nó màu nâu. Còn cái đoạn bên ngoài thì nó màu xanh. Hoặc có những nhánh nó mới lên chồi cách đây mấy tháng thì nó cũng màu xanh, chưa hóa gỗ. Thì ta sẽ cắt vào những nhánh mà chưa hóa gỗ này để dâm. Để dâm nha quý vị. Trên một nhánh cây thì nó có cuống lá, và phía trên cuống lá là cái chỗ, cái nách, nách lá là nơi đâm chồi, và cuống lá là nơi sẽ ra rễ. Khi mình bứt lá, bứt cái cuống lá hoặc là nó rụng lá thì ở chỗ cuống nó sẽ có một cục u, cái đó là gọi là mắt lá nha quý vị, là cái mắt, mình gọi là cái mắt này. Thì mình cắm làm sao có một hai mắt trong đất thì chỗ đó sẽ ra rễ. Thì mình nên chia những đoạn rất ngắn, 7 đến 10 cm thôi. Miễn sao nó chứa những mắt lá để mà cắm xuống trong đất và chừa lên một khúc để nó đâm chồi bên trên là được. Thì đối với những cái nhánh mà những đoạn cắm mà có cái đoạn nhánh chính và những cái chồi non mọc lên bên trên thì mình cắm cái nhánh chính đó dưới đất và một phần của nhánh non bên trên là nó rất dễ sống. Thì cái đất để dâm là cái đất cũ hồi nãy mình đã phơi, đã dùng để trồng ba cây chanh trúc đó. Thì đất cũ đã phơi thì nó sẽ diệt hết những cái mầm virus vi khuẩn á, cho nên là khi dâm nó sẽ dễ sống hơn. Và đồng thời á, đất cũ thì dễ sống hơn đất mới nha. Dùng để dâm á, thì đất cũ dễ sống hơn đất mới. Khi dâm thì ta cắm vào cái đất xốp đó, đất cũ đó, thì ta nhấn thật chặt cái phần gốc để đất nó bó sát vào các cái mắt lá đó quý vị. Sau khi dâm xong thì ta phải tưới thật là đậm nước nha, để cái phần đất dâm đó nó đặc lại và ẩm ướt thì rễ nó sẽ từ từ nó đánh hơi và nó nhú ra. Thì sau khi tưới đậm xong thì ta có thể đặt chậu ở giữa nắng toàn phần cũng được, hoặc tốt nhất là đặt vào cái nơi có nắng ban mai, nắng buổi sáng. Tức là ở đây mình có cái kệ mà nó hứng nắng buổi sáng thôi, còn buổi trưa là bên trên cái kệ, cái khay nó che khuất rồi, cho nên là ở đây nó hưởng nắng buổi sáng. Thì phải có nắng thì cây nó mới sống được, cho nên là mình đặt cái chậu vô ở nơi có nắng ban mai, nắng buổi sáng. Thì bất kỳ cái cây dâm nào sau khi dâm xong và đặt chậu xong thì ta không nên dỡ lên dỡ xuống làm động cây, tại vì cái rễ của nó mới ra đó, thăm dò đó, thì nó rất mẫn cảm, cho nên mình không nên xăm soi những cái chậu vừa dâm nha, mà để đó cho đến lúc nào mình thấy rằng nó sống rồi thì mình mới mang ra mình trồng.
Còn trong quá trình mà chờ nó ra rễ và chờ nó sống thì ta không nên chạm vào nó. Thì mình hình dung là dăm cái nhánh tắc này nó cũng giống như là dăm cây rau ngót đó, bồ ngót thôi, cứ chia đoạn màu xanh ra, chia nhánh màu xanh đó, ra thành nhiều đoạn ngắn cắm thì nó sẽ lên. Như vậy là quý vị thấy là dăm cành tắc, cành chanh quá dễ đúng không? Thì chính mình cũng bất ngờ bởi vì là cắm đại ba nhánh, ba đoạn nhánh để mang cây mẹ nó đi cho mà té ra là sống cả ba. Thì cho nên là mình mới từ đó mình bắt đầu chia nhánh tắc mình cắm. Và đây là những cái nhánh tắc mà mình đã cắm cách đây 3 tuần và vẫn còn xanh, tức là nó sẽ sống. Thì những nhánh ớt này kia mình cũng dăm, cũng có chết và có sống. Như vậy là sẽ có nhiều cây mới, tức là xiên cắm mà xiên dăm thì nó sẽ ra nhiều cây mới. Và mình làm được thì mình nghĩ các bạn cũng làm được. Đó, thì chúc các bạn dăm thành công cây chanh, cây tắc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.